Món bạch tuộc nướng đã lên bếp. Nướng sao tế á? Nhìn hấp dẫn đấy nhỉ. Lên núi vẫn có bạch tuộc nướng. Sướng thật. Ở đây rồi. Di chuyển rất là đường. Đi từ Hội An để lên Đà Lạt ăn bạch tuộc nướng đấy. Dạ. Có ăn được. Ở Hội An anh em mình ăn bạch tuộc nướng chưa nhỉ? Ăn rồi. Ăn ở quán với cả chị Hương ấy. Chị Hương chung còn gì? Quả vlog quán đấy đấy. Bọn tôi mò tận lên núi ăn này. Cái này là cái này hiếm lắm ấy. Hiếm lắm ấy. Đây còn cả có cả thịt nợn này. Bò này. Các loại rau. Đây là cá, cũng là cá biển luôn. Chào mừng đến với đại hội các em bè. Nụ cười của ông bố mới có điện thoại mới. Anh có nướng đồ đi con. Ok, nướng bây giờ đấy. Đây, đây là mâm đồ BBQ ngày hôm nay. Trời đã tạnh mưa. Em Sâu đang phải ăn cơm với lại rau. Đây này, có ruốc đây. À, có ruốc ẩn trong trong cơm. Tí ngồi ăn nhá. Tí ngồi ăn cơm à? Đây con ngồi lên đây đi. Tí ngồi ăn cơm luôn à? Để anh vào uống một cái thìa nhá. Ngồi lên đây. Tụ họp anh ạ. Đấy đâu là anh đi xong anh hỏi Trang, bảo Trang ơi em đi Đà Lạt em ở homestay nào hay như nào đấy, thì đó là em đi vợ chồng anh Khoa mà anh Trung 11 đi đấy, thì anh lại liên hệ với Trung. Thấy lúc đầu em định 15 về đấy, thì 15 về là anh đi một tối là được rồi. À được rồi. Em mãi cũng về luôn. anh vào xuống đây chậm ngày mai là thôi. Anh em mình không gặp được nhau. Trước anh Trung bảo 14 anh Văn mày. 15 vẫn cố 15 vẫn anh, cố tại vì anh tưởng là mày về cùng với cái Trang rồi. Không, em ở đây mà không Trang về ở đây. Nhưng mà Trang may đi mấy hôm kiểu nhà trời xong về phát mưa. Mưa đến tận hôm ông Trung lên đấy nhá. Đây bọn em ở nhà đến tận hôm ông Trung lên đấy, đi ra ngoài. Đấy. Hồi xưa anh ở chỗ này gần 1 tháng. Ngon. Mưa liên tục. Phải giống mưa đúng không? Điên luôn. Đợt vừa rồi cũng mùa mưa mà. Nhưng mà đợt đấy anh ở là tháng 8. Tám là mùa giữa mưa mưa mà. Cái đợt mà hai vợ chồng em đi cũng đi xuyên Việt đấy cũng ở đây một tuần, mưa hết tuần luôn. Sáng được từ 8 giờ đến khoảng tầm 10 giờ. Nhưng mà đợt đấy mây nó trôi thì hết vẹo luôn. Hết vẹo. Mấy hôm nay đỡ rồi. Em Sâu đã hết bát cơm rồi đấy. Đói mà. Tí rửa tay à? Rửa tay. Rửa tay hả bà? Rửa tay. Bao. Xong bà mâm nhá. Đây hôm nay bọn tôi đang ở cái homestay các bạn. Homestay. Nhà cái gì nhỉ? Vườn nhà cụt gì vậy? Còn bên kia là một cái đồi thông. Đó. Có cả vườn rau này. Có cái thác ở dưới kia nữa. Đây là khu bếp. Cùng tí ngồi chiều đây. Hôm nay là bọn tôi họp mặt có mấy ông anh tôi vào. Có ông Văn này, Trung này. Đấy, bạn anh Văn nữa. Ai cũng có... Ai có gia đình. Gia đình. Mới mình thôi chưa có. Thấy khổ thân. Đi đang đi lang thang thấy anh em ngồi ngoài này cô quạnh. Cho ăn. Lạnh lẽo. Đấy, ai cũng có vợ con hết rồi. Đấy. Mẹ con một tí kìa. Đang ngồi ăn đằng kia. Nhà đất đúng không bác? Đắp đất đây. Xịn nhỉ. Ở đây họ đắp đất luôn. Không, ở ngoài này một lớp sơn thì sao Tùng? Ve à? Cứng nhỉ. Biết là kiểu gì mà rất là cứng luôn. Hồ hết thì thêm. Em nghĩ là có kỹ thuật mà đây ngoài này thì bên ngoài trông thô. Bên ngoài trông nhưng mà vẫn cứng anh ạ. Đúng rồi.
Nhưng mà có vẻ là có cả cáp. Chung, hết vịt rồi. Vẫn có cả cáp luôn. Ở đấy họ xây đất nha các bác. Xong là gỗ. Rất là hài. Hết vịt hả bác? Đàn meo meo. Ở Trung ơi, con nướng chưa cho bọn trẻ con ăn. Vâng. Được, đúng rồi, thao tác. Đây, nhà mình cứ nãy giờ cứ chơi. Đây, biết nướng quá. Đây là nướng BBQ. Mình biết ăn mực, mình trả cho nó. À, chuyển hết đồ ra. Đi rau. À, không mời. Bia. Thường mà bia. Anh em uống gì nhỉ? Ở đây có bia không anh? Là mấy lon bia uống được à? Chắc là có bia chứ. Bảo sao lúc ấy có mấy bạn xuống dưới này đi xe máy đem nhiều đồ. Đây là mâm BBQ của lần này vẫn đang chưa đủ các bạn. Bây giờ sẽ triển khai nướng rồi. À nó nóng rồi đấy. Cái gì đây? Cà phê tonic. Mày xử lý món này đi, nướng lên để anh quay cho. Cà phê tonic à? Cho tonic. Thêm 7 áp à? Ừ. Làm một tí cà phê cho tỉnh. Ừ. Đã lắm bác Trung rồi. Dị phết nhở? Bác Văn làm mộng. Cái này cho nó có bể ấp à? Bể ấp. Bể ấp của cà phê luôn. Cà phê tonic. À, cà phê tonic luôn. Đỉnh phết nhở? Hợp. Đã hết nhở? Hợp ấy. Bartender. À, barista. Barista. Anh. Rồi. Nên được bái vọng. Nhìn thầy anh như bái vọng ấy, anh chủ thầy. Như thầy mò ấy. Thật ra là đang quạt bếp rồi mà. Các bác có biết anh Trung đang cầm gì quạt không? Một cái vật dụng rất là khả thi. Đấy là một cái mâm đúng không? Ơ, có thêm một cá này là... Cá này cá hổi à? Hay cá gì? À, không phải. Thông. Cá gì ấy nhỉ? Mình quen đấy. Bà xà. Bà xà Sapa rồi. Lên rồi. Lên rồi, em nghĩ được rồi. Rồi bác Trung ạ. Lên rồi đấy, bây giờ xong rồi. Chờ một tí cho chờ một chút bén đúng không? Bốc khói đi. Xong rồi bọn tôi sẽ ném đồ lên được. Vẫn phải quạt. Tí không ăn cơm quá. Đợi đồ nướng à? Đợi đồ nướng mực. Mực, nhìn mực ngon không? Cá. Cá. Bạch tuộc kìa con kìa, bạch tuộc á. À đấy là bạch tuộc à? Bạch tuộc ấy không phải mực à? Bạch cá, tuộc. Mực. Rau. Bạch tuộc. Bạch tuộc. Bò. Heo. Bỏ ra thì cái kia được phát là mình bê vào luôn. Chén luôn. Ơ em sâu. Ăn đi. Em sâu được bát cơm rồi đúng không? Yên tâm rồi. Yên tâm rồi. Nó phải tập trung ăn uống sâu à. Tí à. Đấy là con vào ăn. Vào ăn cơm không? Không. Đang hóng cái gì? Đang hóng. Xuống à? Xuống đi. Xuống chơi đi. Xuống đi chơi đi. Chơi mèo đi. Không trèo lên trên nhà. Dân bố à, đi đâu? Đi đâu ạ? À? Lên nhà. Lên nhà, bố không lên nhà đâu, mọi người đang ở dưới đây hết rồi. Tí đòi lên nhà làm gì? Nhảy nhảy hô. À, nhảy hô à? Đây này. Bố bật nhạc nhá. Bố bật nhạc á. À, mở nhạc kia kìa.
Nhạc đấy đây rồi, cái loa kia kìa. Con nhìn thấy mẹ treo trên cửa không? Bố mở nhạc trên đấy nhá. Không. Bố bế con lên á. Đây bây giờ bố bế ra đây xem thôi. Mọi người ở dưới này hết rồi. Mọi người ở dưới này hết mà. Đây này ra đây xem bác Trung đứng đồ nhá. Đấy bác nói chuẩn bị đứng bắt chuột này. Ủa. Để xem nhá. Đấy, thả bạch tuộc lên. Trời ơi. Bạch tuộc. Tuột xuống rồi. Bạch tuộc. Món bạch tuộc nướng các bạn. Nướng bên bờ suối. Một đầu bếp tóc dài, một phụ bếp không có tóc. Em mang cái loa lên. Ừ. Em mang loa lên. Thôi phải đứng vào thôi. Phụ bếp quạt hơi mạnh. Bà phụ bếp quạt hơi mạnh nhỏ. Đầu bếp quạt. Phải ra tay đi thôi. Em đang bế con. Thôi con xuống đi. Con chưa đến 6 giờ. Sao nó không ăn? Con bạch tuộc nướng đã lên bếp. Nhưng sao thế á? Nhìn hấp dẫn đấy nhỉ. Lên núi vẫn có bạch tuộc nướng. Sướng thật. Không phải rồi. Đi từ Hội An để lên Đà Lạt ăn bạch tuộc nướng đấy. Dạ. Có ăn được. Ở Hội An anh em mình ăn bạch tuộc nướng chưa nhỉ? À, ăn rồi. Ăn ở quán với cả chị Hương ấy. Chị Hương chung còn gì? Quả vlog quán ấy đấy. Ừ. Bọn tôi mò tận lên núi ăn này. Cái này là cái này hiếm lắm ấy. Hiếm lắm ấy. Đây còn cả có cả thịt nợn này. Bò này. Các loại rau. Đây là cá, cũng là cá biển luôn. Đó. Ông ngửi mùi thơm. Thơm mới nhỉ. Đấy là châu có vẻ sẵn. Mùi bắt đầu thơm thơm rồi đấy bác ạ. Có vẻ sẵn sẵn đấy. Sắp được rồi đấy. Úi giời, cẩn thận chứ. Không đến đấy đâu. Thầy thì vội thế thầy. Được chưa? Quả đấy được rồi á? Anh nghĩ là vẫn phải thêm á. Hơi bị dày á.